Tập 30. Dẫn anh em bảo vệ mặt bên. Rõ, bắn. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, đại đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đội trưởng Lý, mặt trận phía Tây thế nào rồi? Bí thư Châu, bí thư Châu hy sinh rồi. Cái gì? Trưởng khu Doãn thì sao? Trưởng khu Doãn mất tích. Lão Hồng, mặt trận phía Đông mất rồi, kẻ địch sẽ từ phía sau và mặt bên bao vây chúng ta. Chính quỷ trở về rồi. Chính quỷ, chính quỷ. Lão Hồng, chính quỷ, phía anh thế nào rồi? Quả nhiên như dự đoán, thuyền máy của giặc chở hơn 100 tên giặc và quân ngụy đã dòng ra phía sau đảo, muốn từ trong đám lao sậy tiến vào đảo Di Sơn, cắt đường lui của chúng ta. Phía sau đảo thất thủ ra. Xem anh sốt ruột kìa. Anh tưởng tôi và các đồng chí trung đội 3 ăn không ngồi rồi sao? Ông nội ơi, anh mau nói đi chứ. Sắp lo chết mất rồi. Rốt cuộc là như thế nào? Chúng tôi đợi giặc vào đám lao sậy, đặt thuốc nổ vào thuyền gỗ cũ, bất ngờ cho nổ. Ngay sau đó súng máy, lựu đạn bắn ầm ầm. Anh đoán thế nào? Sao chứ? Chúng ta đã làm nổ thuyền máy của giặc. Anh giỏi lắm. Chính quỷ, anh đánh hay lắm. Đánh hay lắm. Tức là hiện tại phía sau đảo tạm thời không có địch. Đúng vậy. Vừa rồi tiểu đội trưởng Lý canh giữ mặt trận phía Đông đã trở về. Phía Đông đảo thất thủ, bí thư Châu hy sinh rồi. Lão Hồng, tôi tới đây là muốn bàn với anh chuyện này. Hiện giờ giặc đã đột phá hai bên Đông Tây, tuyến phòng thủ chính diện cũng khó giữ. Nếu lúc này tuyến phòng thủ chính diện thất thủ, chúng ta rất có thể sẽ bị kẻ địch bao vây. Anh Hồng, chính quỷ, chúng ta liều chết với giặc đi. Liều chết với giặc. Đúng, đại đội trưởng, liều chết với chúng. Báo thù cho bí thư Châu đã hy sinh. Chúng ta cùng sống chết với mặt trận. Đúng, Lục Tử nói đúng. Liều chết với giặc. Báo thù cho các đồng chí đã hy sinh. Chết cũng phải kéo dài tên giặc xuống. Đại đội trưởng, hãy ra lệnh đi. Đánh đi, anh Hùng. Lão Hồng, gặp chuyện phải bình tĩnh. Cho dù chuyện gì xảy ra, đội quân này của chúng ta phải được bảo toàn. Hiện tại phía sau đảo tạm thời không có địch. Chúng ta có thể xuyên qua đám lao sậy, rời khỏi đảo Di Sơn. Anh là nói chúng ta cứ như vậy mà bỏ mặt trận này sao? Mặt trận là chết, người là sống. Tục ngữ nói rất hay. Giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt. Chỉ cần các đồng chí còn, chỉ cần đội đường sắt còn, sớm muộn chúng ta sẽ giành lại đảo Di Sơn, giành lại mặt trận. Anh thử nghĩ coi, nếu các đồng chí hy sinh hết, đội đường sắt không còn, còn nói gì tới mặt trận, còn nói gì tới đánh giặc nữa. Lão Hồng, chúng ta đã tiêu diệt Nhật Ngụy bao vây phía sau. Đây là điều kẻ địch không ngờ tới. Nếu cứ trì hoãn như vậy, một khi quân Nhật phát hiện phía sau đảo có sơ hở, chắc chắn sẽ lập tức tăng diện. Nếu vậy thì chúng ta thực sự sẽ bị bao vây. Lão Hồng, chính quỷ đã đúng. Chúng ta tuyệt đối không được nóng vội. Cường Tử, có. Tập hợp đội ngũ, rõ. Tất cả tập hợp, rõ. Anh Hồng, không đánh nữa à? Đúng vậy, chấp hành mệnh lệnh. Rõ, rõ. Đi. Lão Hồng, chúng ta đi như thế này rất có thể bị quân Nhật tuần tra phát hiện. Vậy là anh đã có kế hoạch rồi. Không gì giấu được anh cả. Chính quỷ, quần áo lính Nhật.
Chính quỷ, anh quả là giỏi. Mấy hôm trước, quần áo lính Nhật chúng ta cướp được đó vẫn còn ở chỗ tôi. Đại đội phó, giờ có chỗ để dùng rồi. Các cậu đi sang đó, lục soát cho kỹ. Dạ. Lại đây. Các cậu lập tức đi ra bờ hồ tiến hành lục soát. Dạ. Nhanh lên. Nhanh. Các cậu qua bên đó. Hai người qua đó. Nhanh lên, lục soát. Diêm Điền tôi lại quấy về rồi. Đảo Di Sơn vẫn là của tôi. Báo cáo đội trưởng, không có ai cả. Cái gì? Chính quỷ, chúng ta tăng tốc đi. Được, được. Các đồng chí, nhanh lên. Đi, nói mọi người đi theo. Báo cáo. Vào đi. Tiền tuyến đảo Di Sơn, báo cáo chiến sự số 1 của quân ta. Đội tiên phong của Hoàng quân đã chiếm được đảo Di Sơn. Đội du kích đường sắt bị quân ta bao vây. Tốt lắm. Okamura, đội phi hổ sắp bị tiêu diệt rồi. Nhưng những người này rất xảo quyệt, cậu phải đặc biệt cẩn thận. Dạ, tôi đảm bảo sẽ không có tên nào thoát được. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Tuyến phòng thủ thứ hai của anh phải giữ thật chắc cho tôi. Dạ. Lão Hồng, tàu tuần tra của giặc. Các anh em cầm vũ khí lên, đừng quản, bình tĩnh. Dừng lại, làm gì đó? Làm sao bây giờ? Tôi thử xem. Cái này cậu ta lấy ở đâu ra vậy? Tìm thấy trong số đồ chúng ta cướp được. May mà cô Yamaguchi lanh lợi đã giữ lại. Tên nhóc này đang nói gì với giặc vậy? Người của mình, mở đường. Báo cáo đại đội trưởng, họ đã rời đi rồi. Chúng ta mau đi thôi. Giặc thực sự đã đi rồi. Đi mau. Tên nhóc cậu lúc nãy đã nói gì với chúng vậy? Họ hỏi chúng ta làm gì? Tôi bảo rằng chúng ta đang theo lệnh của đội trưởng Okamura, đang lục soát bờ Tây Hồ Di Sơn, bảo họ sang phía đông. Vậy là họ đi rồi. Tên nhóc cậu giỏi bịa chuyện thật đó. Nói hay lắm. Anh Lỗ, anh đánh mạnh tay quá. Đánh cô Yamaguchi bị thương thì anh đi phất cờ nha. Tôi không biết phất đâu. Anh là ai? Tôi là đội trưởng khu 8 huyện Di Sơn, Doãn Qua. Vậy chắc anh biết
Đội phi hổ ở đâu chứ? Chúng tôi đã mất liên lạc với họ, không biết nữa. Họ... Anh, dẫn đường đi, tìm kiếm khắp đảo. Được, được, được. Có người lên bờ. Chặn họ lại. Dừng lại. Là hoàng quân. Hoàng quân vất vả rồi. Vất vả rồi. Xông lên. Người mình. Người mình. Cái gì? Chắc chắn là gặp phải hoàng quân giả rồi. Hoàng quân thật sao lại bắn vào dân binh của tôi chứ? Lão già, làm sao bây giờ? Nếu thực sự là đội phi hổ giả làm hoàng quân chạy thoát khỏi tuyến phòng thủ của ta, lão già khó mà giải thích với hoàng quân được. Tôi cũng đang lo lắng chuyện này. Chị Phương Lâm. Chị Phương Lâm. Chị Phương Lâm. Chú Tam, tôi tìm cô cả ngày. Đại đội trưởng họ tới rồi. Thật không? Chị dâu. Là các cậu à? Bảo trưởng Chu. Lâu quá không gặp. Lão Hồng, anh trở về rồi. Mẹ Phụng Nhi, cô vẫn khỏe chứ? Khỏe. Tiểu Phụng, chú Tiểu Pha đây. Bác gái, đại đội trưởng, canh mau đi đi, trời sáng rồi. Đúng đó lão Hồng. Hay là anh để Mai Ni đưa Tiểu Phụng đi. Mẹ tôi không được rồi, tôi phải ở lại. Chị dâu, chị định... Vậy thế này đi, sắp xếp cho bác gái. Cô mau chóng vào núi. Được. Cái này cô cầm lấy. Cô phải cẩn thận. Được. Yên tâm đi, mau đi đi. Chị dâu, chị phải giữ gìn sức khỏe đó. Tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đi mau đi. Chú Ba, chú cũng mau về làng đi. Giặc theo dõi chú kỹ lắm đó. Còn mẹ cô thì sao? Có tôi ở đây, yên tâm đi. Đội trưởng, có người nói đội phi hổ lại bay mất rồi. Có thật không? Có thật không? Có người nói trên đảo không còn người dân nào cả. Như vậy à? Tôi chỉ muốn nói với các người một tin tức. Đội phi hổ đã bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai sống sót. Cảm ơn. Vậy xin hỏi, các vị, các vị, sở chỉ huy đội phi hổ đã hoàn toàn nằm trong tay hoàng quân.
các vị có thể đi xem qua. Tôi nghĩ các người sẽ rất quan tâm. Đi, đi mau, nhanh lên. Một 1000 hoàng quân, 600 hoàng hiệp quân, lại để cho Đỗ Duy Hổ chỉ vài trăm người trốn thoát ngay trước mắt chúng ta. Thật là một sự nhục nhã lớn của hoàng quân mà. Dạ, ngài trung tướng, trước khi tấn công, chúng ta đã lập kế hoạch tấn công và phòng thủ nghiêm ngặt, đặc biệt là tuyến phòng thủ thứ hai vô cùng quan trọng. Xem ra tuyến phòng thủ thứ hai này chẳng có ích gì cả. Ai phụ trách tuyến phòng thủ thứ hai? Tư lệnh dân đoàn Cao Kính Trai. Dạ. Ông làm kiểu gì vậy? Ngài trung tướng, theo tôi biết, khi đội phi hổ phá vòng dây đều mặc quân phục của hoàng quân, hơn nữa đúng là vào ban đêm. Điều này đã làm tăng thêm độ khó trong việc phân biệt, mà lại đổ lỗi cho chính dân đoàn, thì chắc thấy không công bằng. Mà khi trung đoàn Diêm xâm nhập đảo Di Sơn đang là ban ngày, trong tình huống dễ nhận biết như vậy, sao lại không chặn được đội phi hổ? Nhưng trong thời điểm quan trọng như vậy, nghe nói tư lệnh Cao lại về nhà ở Dương Tập để ngủ, thái độ lại rất thản nhiên như vậy, rõ ràng là không coi trọng lần hành động này. Cậu vô dụng, toàn là lũ vô dụng, các người đáng chết. Dạ, các người phải bất chấp tất cả, tiếp tục tìm tung tích của đội phi hổ, nhất định phải tiêu diệt chúng hoàn toàn. Dạ. Đi, mau lên. Mau lên, mau lên. Mẹ, đây không phải là người yêu của Lưu Hồng sao? Đưa đi. Dạ. Đi, đi. Mẹ, mẹ. Lão Phùng đâu? Lại đi cạo đầu cho lão gia à? Để lát nữa, lát nữa. Mau lên đó, đừng để lão gia chờ lâu. Đương nhiên rồi, đi mau. Nhanh lên. Đi mau. Nhanh lên. Cẩn thận mẹ. Nhanh. Đi mau lên. Mẹ, mau lên. Đi. Lão Phùng đâu? Là ông mà. Mẹ, chị Phương Lâm, các người định đi đâu vậy? Nhà ở Lâm Thành bị phong tỏa, nhà ở Miêu Trang thì bị đốt, không còn chỗ nào để đi. Đừng đi theo người chạy nạn, nguy hiểm lắm. Đi, theo tôi tới thôn Tề, nhà cháu họ của tôi. Được, đi. Đi thôi mẹ. Được rồi, Cao lão gia. Lão Phùng đầu à, ông cạo đầu cho tôi bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu lắm rồi. Chớp mắt, thời gian trôi qua nhanh quá. Đúng vậy, biết người biết mặt khó biết lòng, vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương. Lão gia, ý của ông là con người có thể ở bên nhau cả đời cũng không đoán được lòng của họ. Phải, người làm việc thiện, tâm hướng thiện mà. Lão Phùng đầu, sắp đến Tết rồi, tôi cũng nên thay người khác cạo đầu thôi. Ông nhìn vào gương, xem ai tới kìa. Ông già mắt mờ, không ngờ chứ gì. Xin
Bà con ơi, hoàng quân sẽ lập làng thân thiện ở làng chúng ta. Từ nay về sau sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Mau tới sân phơi lúa tập hợp. Đẩy cái gì chứ, nhanh lên. Chuyện gì thế này? Không biết nữa. Làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bà con, Dương Tập chúng ta được hoàng quân gọi là làng thân thiện kiểu mẫu. Hoàng quân đối xử với chúng ta không tệ, chúng ta cũng phải có lương tâm. Trước khi đội phi hổ tới, Dương Tập chúng ta luôn sống trong hòa bình. Nhưng bây giờ thì sao? Ngày nào cũng lo lắng sợ hãi. Hoàng quân nói rồi, từ hôm nay sẽ thực hiện quản lý quân sự ở Dương Tập, thực hiện chế độ bảo giáp hộ trưởng. Chuyện này, chế độ bảo giáp hộ trưởng này là một làng một bảo, 10 hộ một giáp, 3 hộ một trưởng. Bảo trưởng chính là đại đội trưởng, giáp trưởng chính là trung đội trưởng, hộ trưởng chính là tiểu đội trưởng. Mỗi hộ trưởng được phát một cái chiên, có động tĩnh gì thì đánh chiên cho tôi. Đây là một việc. Ngoài ra, trước kia một người thông cộng thì cả nhà bị liên lụy. Bây giờ thì một người thông cộng thì chính họ bị diệt. Bảo trưởng, giáp trưởng, hộ trưởng đều bị xử tử. Mọi người đã hiểu chưa? Làm sao mà được chứ? Không hiểu, không được rồi. Ai? Ai nói không hiểu? Muốn tạo phản à? Đem lên. Đây không phải là... Ai không nghe lời thì đây là kết cục. Đây không phải là bác Phùng sao? Mọi người đều biết ông ta chứ. Ông ta chính là lão Phùng đầu, đã cạo đầu cho tôi 10 năm. Cao kính trai tôi 10 năm nay đã đối xử với ông ta rất tốt, nhưng không ngờ ông ta thông đồng bác Lộ. Hôm nay đem xác của ông ta thị chúng. Mọi người hiểu rồi chứ? Mọi người đã hiểu rồi lão gia. Đúng rồi, còn một việc nữa. Từ hôm nay, hoàng quân nói rồi, mỗi hộ phải cử một người ra đường ray đào hào trắng. Những việc này do các trưởng thôn, bảo trưởng sắp xếp. Bây giờ bắt đầu phát chiên. Chu Tam, ông phát đi. Nào, mời dùng thông thả. Anh Doãn Qua, đây là sashimi của Nhật Bản, mời dùng. Đại nhân dùng trước, đại nhân dùng trước. Đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè. Trung Quốc có câu tục ngữ, thêm một người bạn thì thêm một con đường, thêm một kẻ thù thì thêm một bức tường. Phải. Khổng Tử nói, bạn từ phương xa tới, há chẳng vui sao? Cho nên anh Doãn Hòa, về sau ở cùng tôi, không cần phải khách sáo. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Không, về sau cứ gọi tôi là Matsuo là được. Sau này chúng ta là anh em. Được, nếu đã là anh em, tôi sẽ gọi anh là anh Matsuo theo phong tục của Nhật Bản. Tốt, thẳng thắn lắm. Nào, cạn ly. Anh Matsuo hào khí ngất trời, rất giống người Sơn Đông chúng tôi, trọng nghĩa khí. Không cần khách sáo. Anh Doãn Qua, lúc nãy anh nói đội phi hổ có thể tồn tại ở Hồ Di Sơn là nhờ dân chúng. Một khi phá hoại nền tảng sinh tồn của họ thì họ sẽ không còn chỗ để ẩn náu. Nhưng đảng Cộng sản rất giỏi lôi kéo lòng người. Chiến tranh du kích của họ chúng ta khó mà phòng bị. Chiến tranh du kích cũng không có gì đặc biệt. Đặc điểm của nó là luôn ở thế chủ động, thoát ẩn thoát hiện, lúc đông lúc ít. Nguyên tắc của họ là đánh thắng thì đánh, đánh thua thì chạy, khác xa chiến thuật của quân đội chính quy. Nhưng luôn thắng vì đánh bất ngờ. Vậy có cách nào đối phó với họ không? Có.
Trung Quốc có câu nói xưa, dùng cách của người để đánh trả người. Nghĩa là đối thủ dùng cách gì đối phó với mình thì mình dùng cách đó đối phó lại. Đội đặc vụ không thể công khai tìm kiếm khắp nơi như bây giờ, nên như thế này. Được, được lắm. Nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Ăn sashimi này phải chấm với mù tạt Nhật Bản, cho nên tôi lại cử cho anh Hoàng Quân biết tiếng Trung. Anh có thể giống như ăn sashimi, vừa kích thích lại vừa hưởng thụ. Hai người qua đó. Được, nhanh lên. Ai đó? Bà con, chúng tôi là đội du kích đường sắt. Qua đây, dẫn đi. Đi, đi. Ai đó? Chúng tôi là đội du kích đường sắt. Mau vào đi, các anh giỏi thật, giặt đông như vậy. Các người, chúng tôi là đội du kích đường sắt. Nhanh lên, đừng để hắn nói linh tinh. Dạ, bắt đi. Bà con, bác Lỗ tới rồi. Đừng đánh nữa, đừng ra ngoài. Đừng đánh nữa, mau đánh chiên báo cho Hoàng Quân. Tôi nói ông đừng đánh nữa. Cậu nói gì vậy? Tôi nói đừng đánh nữa, chúng tôi là đội thường phục. Tôi nghe không rõ. Toàn thể già trẻ tới sân phơi lúa tập hợp, nhanh lên. Đem tất cả tới đây. Mau lên, mau, mau lên, mau, đi mau. Đại nhân, đều bắt tất cả tới rồi. Tốt lắm. Hôm nay tôi cũng không nói nhiều với các người nữa, để các người xem đây chính là kết cục của việc thông đồng với bác Lộ. Bắn. Chuyện này, sắp đi học rồi, có vui không? Vui. Phải nghe lời nha. Phải nghe lời đó, biết chưa? Nào, cô giáo Thôi, các anh tới rồi à? Đây là cô giáo Thôi, cháu là Tiểu Phụng phải không? Lại đây, Tiểu Phụng. Chào cô giáo Thôi đi. Chào cô giáo Thôi. Tiểu Phụng ngoan quá. Tiểu Phụng, cô giáo Thôi là bạn của chú Lượng Tử. Chị dâu, vậy tôi giao Tiểu Phụng cho cô nha. Được, không vấn đề. Anh đừng gọi lung tung như vậy. Tôi vẫn chưa đồng ý lấy chính quỹ của các anh mà. Chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Tùy anh vậy, gọi gì cũng được. Cô gái này là ai vậy? Xinh quá. Quỷ là Mai Ni. Là người... người anh định cưới phải không? Chào chị Hải Hồng. Chào cô, chào cô. Em với anh ấy Bành Lượng hạnh phúc quá. Mai Ni, tôi thấy cứ đồng ý với anh ấy đi. Chính quỷ cũng rất có phúc mà. Đừng nói linh tinh. Chị Hải Hồng, em nghe Lượng Tử nói chị hát hay múa giỏi, giờ lại làm cô giáo, thật đa tài đa nghệ. Chỉ là khi không có hoạt động văn nghệ, hầu hết thời gian tôi dạy học ở đây. Tiểu Phụng, ở đây có nhiều bạn nhỏ lắm, cháu có muốn chơi với các bạn không? Tiểu Phụng, ở đây còn có thể học đọc học viết nữa, vui lắm đó. Có thể đánh giặc không? Tiểu Phụng à, ở đây có thể học được rất nhiều chữ, như chú Lý Chính đó, đương nhiên là có thể đánh giặc rồi. Dạ. À,
Lượng Tử, anh là trung đội trưởng, em muốn nhờ anh một việc. Việc gì vậy? Anh phải hứa với em. Còn không biết em định nhờ cái gì, làm sao mà hứa được? Em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám nói với anh đó. Nói đi. Em muốn gia nhập đội du kích đường sắt. Chỉ có vậy thôi à? Không có phải không? Thành thật mà nói, anh không đồng ý. Tại sao vậy? Em nghĩ mà xem, đội đường sắt toàn là đàn ông. Em là con gái, đi theo bọn đàn ông làm sao mà được? Vậy chị Phương Lâm thì sao? Chị Phương Lâm là cơ sở cách mạng, không tính là đội du kích đường sắt. Vậy em sẽ là nữ du kích đường sắt đầu tiên. Anh không đồng ý. Anh đồng ý hay không không quan trọng. Anh là trung đội trưởng không có quyền quyết định. Em sẽ đi tìm đại đội trưởng. Em xem em kìa. Vậy em nói với anh làm gì? Tại vì anh là người em quan tâm nhất. Đại đội trưởng, sau mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định tôi muốn gia nhập đội du kích đường sắt. Được, tôi đồng ý. Anh xem, phụ nữ không thua kém đàn ông. Đồng chí Mai Ni, từ hôm nay cô sẽ là đội viên nữ đầu tiên của đội du kích đường sắt. Mai Ni, chúng ta không chỉ đánh giặc mà còn báo thù cho anh trai cô. Rõ. Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, nghỉ ngơi chút đi. Mẹ không ngồi yên được, mẹ phải làm đôi giày cho Tiểu Phụng. Nó đã đi 2-3 tháng rồi, thấy nhớ con bé quá. Mẹ, con bé đang ở trong núi với lão Hồng, an toàn lắm, mẹ yên tâm đi. Mấy hôm trước không phải có gửi tin về sao? Nói là học hành rất ngoan. Cái gì vậy? Giặc Hán Giang. Đây là Cao Kính Trai. Hắn đã hại chết Phương Lâm nhà ta. Một hạt đậu đen. Hắn hại chết anh trai của Mai Ni. Một hạt đậu đen. Đưa giặc tới đánh đảo Di Sơn. Một hạt đậu đen. Hại chết bác Phùng. Một hạt đậu đen. Vậy đó là ai? Kẻ phản bội Doãn Qua. Phản bội. Một hạt đậu đen. Đưa Hán Giang và giặc vào làng giết người. Một hạt đậu đen. Không được. Giết nhiều người như vậy, phải 3 hạt đậu đen. Còn nói xem, người Trung Quốc giết người Trung Quốc, thật là tội lỗi. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Tất cả tội ác của chúng đều được ghi lại. Đội du kích sớm muộn cũng sẽ tính sổ với chúng. Các đồng chí, lão Hồng à, lần này cử canh trở lại sau lưng địch. Nhiệm vụ hàng đầu là mở tuyến đường bí mật xuyên qua tuyến Tân Phổ. Lần này gánh nặng trên vai các anh không hề nhẹ. Yên tâm đi Tư lệnh Trương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm đi Tư lệnh, chúng tôi nhất định sẽ giành lại căn cứ đã mất và đứng vững ở vùng địch. Được rồi, tạm biệt tại đây. Được, tạm biệt. Chúng ta đi thôi, đi, bảo trọng. Anh Hồng, chính quỷ, chúng tôi điều tra rồi. Cứ cách một dặm lại có một tháp canh, thảo chắn quá sâu, hoàn toàn không thể qua được. Muốn qua đường Tân Phổ, chỉ có thể đi dưới tháp canh của địch. Những thay đổi tình hình của địch trong 3 tháng qua còn nghiêm trọng hơn chúng ta dự đoán. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải tìm một nơi an toàn để đội ngũ ẩn nấp. Nơi này rất gần thôn Tề. Thôn Tề lại có nhiều cơ sở cách mạng của chúng ta. Được,
chúng ta tới thôn Tề. Ai đó? Chú ơi, chúng tôi là đội du kích đường sắt. Để tôi thử xem sao. Chú ơi, tôi là Lưu Hồng. Đội du kích đường sắt chúng tôi đã trở lại rồi. Lão Hồng, Lão Hồng, thế nào rồi? Gọi hơn 10 hộ đều không mở cửa. Bà con nghe nói đội du kích đường sắt đều đóng cửa lại, không ai nói gì. Đúng vậy, thật kỳ lạ. Sao lại như vậy chứ? Anh Hồng, hay là vậy đi, tôi có một người anh họ tên là Tề Bảo Phúc, cũng ở trong thôn này. Hay là chúng ta tới nhà anh ấy ẩn náu trước. Cậu ấy có mở cửa không? Tôi tới, không lẽ anh ta không dám mở? Được, anh Hồng, đi đường này. Đi, đi. Anh, em là Lục Tử. Tới ngay. Anh, anh, chúng em tới rồi. Giới thiệu danh, đây là đại đội trưởng Lưu Hồng của đội du kích. Đây là đại ca, xin tha mạng, xin tha mạng. Mau đứng dậy đi, đứng dậy. Anh làm gì vậy? Trưởng quan, không phải là tôi không muốn chứa chấp các anh, thực sự là không thể. Tôi không dám, xin tha cho tôi và gia đình tôi đi. Mau rời khỏi đây đi. Anh Tề, đừng như vậy. Chúng tôi biết anh khó xử. Lão Hồng, nếu vậy thì đừng ép anh ấy nữa. Được rồi, chúng ta đi. Họ hàng khỉ gió gì của anh vậy? Tôi, thật là, tôi không có họ hàng như anh đâu. Nhìn bộ dạng của anh kìa, đáng xấu hổ. Tôi nói, tranh thủ ngủ một giấc đi. Còn nhiều trận đánh ác liệt đang chờ chúng ta đó. Thật không ngờ, chúng ta mới đi được 3 tháng mà vùng này đã bị ngụy quá nghiêm trọng như vậy. Những cơ sở cách mạng trước kia, bây giờ cả cửa cũng không cho chúng ta vào. Thật kỳ lạ. Tại sao người dân nghe nói chúng ta là đội du kích đường sắt lại sợ hãi như vậy? Không cho chúng ta vào, cửa cũng không dám mở nữa. Người dân có tâm lý sợ hãi là điều bình thường, nhưng mà cũng không tới mức như vậy chứ. Rất đơn giản, giặc và Cao Kính Trai thực hiện chính sách liên đới trên toàn bộ vùng hồ Di Sơn. Một người thông đồng đội du kích thì cả chính họ bị tiêu diệt. Ai cũng sợ gây ra họa diệt tộc. Tôi nghĩ tình hình còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta trở về lần này là mở rộng chiến trường ở Lỗ Nam, kiểm soát tuyến Tân Phổ, mở lại đường bí mật từ Diên An tới Diêm Thành, Tô Bắc. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ càng khó khăn hơn. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là phải đứng vững. Bây giờ các đội viên không có ăn, không có uống, không có chỗ ở. Đừng nói tới hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ bảo toàn tính mạng cũng khó. Chúng ta chỉ có đứng vững mới có thể phát động quần chúng chống ngụy quá, mở ra cuộc diện mới.